Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 49 giờ 45 phút thứ bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện nghị quyết 43 năm 2022 QH15 về phục hồi phát triển kinh tế xã hội một số dự án quan trọng quốc gia. Huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Cảnh giác phòng chống cháy nổ mùa khô. Nguyễn Thị Quỳnh Hân, cô học trò vượt khó học giỏi và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 43 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng. Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 43 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, nghị quyết số 43 được Quốc hội ban hành trong bối cảnh đặc biệt khi dịch COVID-19 với những diễn biến hết sức phức tạp khó lường, gây tác động tiêu cực nặng nề đến đời sống người dân và tình hình kinh tế xã hội đất nước. Với nhiều chính sách mạnh mẽ, quyết liệt, mang tính đặc thù chưa từng có tiền lệ nhằm đạt mục tiêu kép, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, giúp phục hồi và phát triển nền kinh tế sau đại dịch. Các dự án quan trọng quốc gia bao gồm dự án sân bay Long Thành, các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam Phía Đông giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1, dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1. Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các đại biểu Quốc hội thống nhất nghị quyết 43 về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là quyết sách đúng đắn kịp thời, góp phần quan trọng vào phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Các nghị quyết về dự án quan trọng quốc gia đã cải thiện đáng kể hạ tầng giao thông, mở ra không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng, nội vùng, tạo động lực, sức lan tỏa phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương, các vùng trong cả nước và mở rộng đầu tư thu hút vốn trong nước và quốc tế. Bằng kinh nghiệm công tác của mình ở các bộ ngành địa phương và từ thực tiễn, từ lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng đối với việc thực hiện nghị quyết 43 và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia. Các ý kiến tập trung phân tích kết quả đạt được, bất cập, hạn chế và nguyên nhân, trách nhiệm trong việc thực hiện nghị quyết, đóng góp nhiều giải pháp để đảm bảo kết quả hiệu quả hơn khi ban hành chính sách trong tình hình khẩn cấp, cấp bách hoặc khi có những biến động bất ngờ về kinh tế xã hội do các yếu tố khách quan. Các đại biểu Quốc hội cũng đóng góp giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia và thực hiện có hiệu quả các chính sách của nghị quyết 43. Cuối buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa, Đắk Nông, Chơn Thành, Bình Phước và điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong năm 2024, tổng nguồn vốn thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Ninh Thuận là trên 556 tỷ đồng. Đến ngày 10 tháng 5 năm 2024, tổng vốn các địa phương đã giải ngân hơn 160,4 tỷ đồng, đạt 23,7% kế hoạch. Với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn hai chương trình mục tiêu quốc gia đã được phân bổ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh từ 1,5 đến 2%. Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan thường trực từng chương trình chủ động phối hợp hỗ trợ hướng dẫn và kiểm tra việc giải ngân của các chủ chương trình dự án. Có giải pháp kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các ngành địa phương bám sát chủ trương, chính sách thực hiện đồng bộ, giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời theo dõi kết quả xử lý khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, tiếp tục rà soát kiến nghị các bộ ngành trung ương về khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh Ninh Thuận đã tập trung huy động các nguồn lực, đổi mới cách thức thực hiện công tác giảm nghèo, hướng tới mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Phấn đấu đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới ở Ninh Thuận giảm từ 1,5 đến 2%, riêng huyện miền núi Bắc Ái giảm ít nhất 4%. Vợ chồng chị Hạnh đông con nhưng không có đất sản xuất. Cuộc sống gia đình chỉ dựa vào chăn nuôi dê rẻ, thu nhập chẳng là bao. Để giúp vợ chồng chị Hạnh có thêm thu nhập, năm 2023, từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Phước Hữu đã hỗ trợ 19,6 triệu đồng để gia đình mua 2 con bò sinh sản. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật và tiêm phòng vaccine đầy đủ, bò phát triển tốt và đã sinh 2 bê con, giúp vợ chồng chị Hạnh có thêm sinh kế và tự nguyện xin thoát nghèo vào cuối năm 2023. Cũng mong ước là kiếm tiền để kiếm con bò, mà nhưng mà anh chị kiếm nổi không? Bây giờ nhà nước cho con thì anh chị cũng mừng. Đó, rồi nuôi lên, ráng nuôi lên cho xanh sáng ra. Để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững, năm 2023, xã Phước Hữu đã huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án để nuôi bò sinh sản với kinh phí 914 triệu đồng. Chung thì hộ cũng có mỗi nguồn kinh phí thì từ địa phương cũng như cấp trên rót về thì hộ cũng phấn đấu. Thì hiện tại bây giờ những cái hộ mà hộ nghèo những năm trước được hỗ trợ thì cũng cơ bản cũng đã có nguồn vốn để thoát nghèo như là hỗ trợ cho trang trải cho cuộc sống gia đình. Tại xã Phước Hải, nhờ huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất, năm 2023, toàn xã đã có 110 hộ thoát nghèo, vượt kế hoạch huyện Ninh Phước giao. Hiện toàn xã chỉ còn 117 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,21%. Trong khi họ nuôi thì ban quản lý thôn cũng phối hợp với ban kiểm tra của xã đến từng hộ để kiểm tra hàng tháng, hàng tháng là kiểm tra là một lần để nắm bắt tình hình của họ nuôi bò như thế nào, bò có phát triển hay không. Nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, tỉnh Ninh Thuận đã huy động tối đa nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân và cộng đồng để thực hiện các chương trình dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, hạn chế các hộ tái nghèo. Năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao nguồn vốn trên 776 tỷ đồng từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai các mô hình dự án giảm nghèo. Ngoài ra, tỉnh còn lồng ghép nhiều nguồn vốn khác để hỗ trợ các địa phương triển khai các chương trình giảm nghèo, nâng tổng số vốn thực hiện công tác giảm nghèo trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 lên gần 4.600 tỷ đồng. Ngoài cái tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con, chúng ta còn chú ý đến 6 dịch vụ xã hội cơ bản, đó là về việc làm, về y tế, về giáo dục, về nhà ở, về nước sạch và vệ sinh và về thông tin. Cái thứ hai nữa là lồng ghép các cái nguồn lực gắn kết giữa chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác giảm nghèo, đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Ninh Thuận giảm 1,72% so với năm 2022. Toàn tỉnh hiện còn 7.874 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,21%, và 8.620 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,61% so với số hộ toàn tỉnh. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhân lực Khởi nghiệp tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, đưa người đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản cho gần 600 cán bộ viên chức và cộng tác viên làm công tác lao động việc làm trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, cán bộ viên chức và cộng tác viên làm công tác lao động việc làm đã được đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhân lực Khởi nghiệp giới thiệu chương trình đi làm việc có thời hạn tại thị trường Nhật Bản, giới thiệu đất nước, con người, văn hóa, phong tục, tập quán người Nhật Bản, điều kiện để được tuyển chọn đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản, những công việc cần lao động và có thu nhập cao, các khoản chi phí, thủ tục cần thiết khi làm việc ở Nhật Bản,
Thông qua hội nghị nhằm trang bị cho các cán bộ, viên chức và cộng tác viên làm công tác lao động việc làm những kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết để làm tốt hơn công tác tư vấn, tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản. Sáng nay tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Ninh Thuận tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ 21 năm 2024. Tham gia hội thi có 113 thí sinh là học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh được chia thành 6 bảng thi gồm bảng A thi kỹ năng lập trình cấp tiểu học, bảng B thi kỹ năng lập trình cấp trung học cơ sở, bảng C1 thi kỹ năng lập trình cấp trung học phổ thông, khối trường chuyên, bảng C2 thi kỹ năng lập trình cấp trung học phổ thông không chuyên, bảng D2 thi sản phẩm sáng tạo cấp trung học cơ sở, và bảng D3 thi sản phẩm sáng tạo cấp trung học phổ thông. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất bảng A cho thí sinh Phạm Duy Khương, lớp 4C, trường tiểu học Phủ Hà 2, trao giải nhất bảng B cho thí sinh Võ Thế Hào, lớp 71, trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, trao giải nhất bảng C1 cho thí sinh Võ Văn Đạt, lớp 11, toán tin, trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, giải nhất bảng C2 cho thí sinh Lê Nam Khánh, lớp 11 Anh, trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Chiều nay, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi tổ chức buổi lễ tri ân và trưởng thành khi tôi 18 của học sinh khối 12 niên khóa 2021-2024. Thay lời muốn nói, các em đã chuẩn bị những tiết mục văn nghệ gửi tặng đến cha mẹ thầy cô những lời ca tiếng hát trong trẻo và những tình cảm chân thành nhất. Đây là lời cảm ơn sâu sắc từ đáy lòng của các em với cha mẹ thầy cô đã có công sinh thành nuôi dưỡng và giáo dục các em trưởng thành. Buổi lễ còn là dịp để các em cùng nhau tạo nên những kỷ niệm chung đẹp đẽ khó quên về những năm tháng được học dưới mái trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi thân yêu. Chiều nay, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An tổ chức lễ tổng kết năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An có 1.822 học sinh với 45 lớp. Năm học vừa qua, Hội đồng Sư phạm nhà trường đã đoàn kết chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, trong đó không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng tích cực, phát huy năng lực học sinh, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua của ngành, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục. Kết thúc năm học, toàn trường có 63,39% học sinh xếp loại học tập khá, giỏi, 97,18% học sinh xếp loại hành kiểm khá, tốt, 1 học sinh đạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, 15 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cùng nhiều giải thưởng khác. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện thời tiết oi bức kết hợp nền nhiệt cao khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị điện trong gia đình, doanh nghiệp tăng cao. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao hơn so với bình thường. Ngoài ra, ở những vùng nông thôn, thảm thực vật khô gặp nắng nóng rất dễ bén lửa, gây ra hỏa hoạn. Chính vì thế, cảnh giác phòng cháy chữa cháy là điều hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay. Đây là hiện trường vụ cháy xảy ra vào trung tuần tháng 4 vừa qua tại một cơ sở thu mua phế liệu tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn. Chỉ vì một phút bất cẩn khi đốt rác, ngọn lửa theo gió cháy lan qua đám cỏ khô và bén lửa vào khu vực tập trung phế liệu. Tuy vụ cháy đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy khống chế, không thiệt hại về người, nhưng tài sản đều bị thiêu rụi. Đốt cỏ, đốt rác không kiểm soát được thì dẫn đến cháy lan, nhất là cái cỏ khô cháy trong cái khu vực đất trống rồi cái khu mà quy hoạch mà chưa được xây dựng, rồi khu dân cư không kiểm soát được, chúng ta cháy lan là rất nguy hiểm. Hiện nay trên địa bàn huyện Ninh Sơn có khoảng 20 cơ sở thu mua phế liệu. Đây là những điểm có nguy cơ cao do tập trung nhiều vật liệu dễ cháy như giấy vụn, bìa cát tông, các sản phẩm nhựa. Để phòng ngừa cháy nổ, các cơ sở này đều phải phân loại phế liệu, sắp xếp ngăn nắp những thứ dễ cháy và trang bị đầy đủ các bình chữa cháy và hệ thống bơm nước tại chỗ. Thì dây điện đồ cũng bảo đảm, ruột gà, ruột đồ đó rồi. Hàng hóa thì chất cái nào ra cái đó gọn gàng, phân loại ra thứ nào ra thứ đó, giấy rồi để gọn gàng không để cho chạm lửa trong đồ cháy. Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh cũng là loại hình có nguy cơ cháy nổ cao. Khu vực này thường tập trung nhiều loại hàng hóa, xen kẽ là các đường dây điện tiềm ẩn nguy cơ chập điện gây cháy.
Ngoài việc trang bị các dụng cụ chữa cháy tại chỗ, những địa điểm kinh doanh thế này còn có lối thoát nạn thứ hai và kiểm soát nhu cầu sử dụng điện, tránh nguy cơ chập cháy do sử dụng điện quá tải. Thiết bị thì bình cháy chữa cháy thì cô cũng đầy đủ, nhưng mà cái cửa sau thì do nhiều khi chú hay khóa rồi chú treo đó, cái cô cũng không biết chú treo chỗ nào chứ cũng có chìa khóa đồ nghiêm. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ninh Sơn Bắc Ái cũng đã chủ động tuyên truyền kiến thức về pháp luật về phòng cháy cháy cho các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, nhà để ở, kết hợp sản xuất kinh doanh, những kỹ năng thoát nạn. Trong mùa nắng nóng hiện nay, tình hình cháy nổ diễn biến rất phức tạp. Bên cạnh công tác diễn tập, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng ứng phó khi có các tình huống cháy nổ xảy ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền, đưa ra 14 khuyến cáo cụ thể đối với người dân, cơ quan, doanh nghiệp. Trong đó, quan trọng nhất là ý thức của mỗi người, mỗi gia đình trong sử dụng các thiết bị điện, nguồn nhiệt như đun nấu, thắp hương, thờ cúng, đốt rác. Thì chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nhân dân cũng như là các chủ hộ sản xuất kinh doanh cần lưu ý những nội dung như sau. Thứ nhất là cái nguyên nhân cháy chủ yếu là do sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt. Thì cái sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt ở đây là chủ yếu là sử dụng bếp để đun nấu, và đặc biệt là cái việc mà đốt rác. Và chúng tôi cũng lưu ý thêm là chúng ta không nên sạc pin điện thoại rồi sạc các cái xe điện qua đêm, rồi khi mà trước khi đi ngủ hoặc là khi ra khỏi nhà thì chúng ta nên rút tất cả các cái phích cắm của các thiết bị tiêu thụ điện mà không cần thiết, cũng như là cái việc mà thắp hương thờ cúng thì là khi mà ra ngoài thì cũng nên là tắt trước khi ra ngoài. Hỏa hoạn xảy ra đều mang đến những hậu quả khôn lường. Để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, mỗi người, mỗi nhà và mỗi cơ quan, doanh nghiệp cần dự phòng các lối thoát nạn, chủ động trang bị các dụng cụ chữa cháy tại chỗ, đồng thời luôn cảnh giác trong phòng cháy, chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, hoàn cảnh khó khăn. Em Nguyễn Thị Quỳnh Hân, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, không có điều kiện như các bạn. Nhưng với nghị lực vượt khó, Quỳnh Hân luôn phát huy tinh thần tự học để nâng cao kiến thức. Nhờ đó, 12 năm liền, Quỳnh Hân luôn là học sinh xuất sắc. Đặc biệt, vượt lên hàng trăm thí sinh của cả nước, Quỳnh Hân đã đạt giải nhì môn ngữ văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vừa qua. Một gương sáng quanh ta kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cô học trò giàu nghị lực này. Cận kề kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024, Nguyễn Thị Quỳnh Hân thường xuyên có mặt tại thư viện trường để tìm tài liệu học tập. Không chỉ lo cho kỳ thi, thư viện là nơi Quỳnh Hân thường xuyên lui tới để tự học. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện đi học thêm, Hân tìm tòi học hỏi qua bạn bè, tài liệu thư viện trường và mạng Internet. Tố chất thông minh và siêng năng đã giúp Quỳnh Hân học giỏi đều tất cả các môn học. Đặc biệt, với niềm yêu thích thơ, Quỳnh Hân đã dành nhiều thời gian để rèn luyện, trau dồi kiến thức môn ngữ văn. Em sinh ra trong một gia đình làm nông với kinh tế khó khăn, nhưng bố mẹ em không bao giờ lấy đó để làm áp lực, cản bước em trong con đường học tập, mà luôn tạo rất là nhiều điều kiện, luôn hỗ trợ khuyến khích em học tập. Và em lấy đó làm động lực để cho bản thân em luôn cố gắng phấn đấu hơn để đền đáp công ơn của cha mẹ. Bản thân tôi nhận thấy rằng ở em có một sự nỗ lực rất là lớn, ham học hỏi, và đặc biệt đó là em rất ham đọc sách. Em cũng tìm tòi, say mê, nghiên cứu, và đặc biệt đó là ở trong em có một cái sự say mê, có một cái sự cẩn thận, và em luôn luôn có những mơ ước, có những cái khao khát cháy bỏng. Và cũng chính tất cả những cái điều đó đã giúp em hoàn thành được cái ước mơ của mình, đó là đến với môn văn, yêu môn văn. Gia đình Quỳnh Hân ở thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước. Ba mẹ em hằng ngày ngoài chăm sóc vườn nho, chăn nuôi rể, còn chịu khó làm thuê, làm mướn, nuôi hai chị em Hân ăn học. Thường ba mẹ vất vả tảo tần, Hân và chị gái luôn cố gắng học tập tốt. Chị gái Hân vừa tốt nghiệp trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Nơi gương chị, Hân cũng chuyên tâm học tập. Thời gian ở nhà, em chăm chỉ phụ giúp ba mẹ công việc nhà. Gia đình cũng rất là tạo điều kiện cho cháu nó học vậy. Nên thấy cháu nó cũng cố gắng, mà việc nhà cháu nó về nó cũng lo cho cha mẹ, cũng là giúp cha mẹ làm việc này việc nọ. Nó rất là có hiếu. Nó trong lúc mẹ cũng khó khăn, rồi con nó cũng động viên mẹ hãy cố gắng lên mẹ vậy đó. Nên con nó mình cũng rất là hài lòng về con mình.
với thành tích đạt giải nhì môn ngữ văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Quỳnh Hân được xét tuyển thẳng vào đại học. Em lựa chọn theo học tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù không theo học ngành ngữ văn hay các ngành thuộc khối xã hội, nhưng Quỳnh Hân cho biết vẫn tiếp tục trau dồi khả năng của mình. Bởi theo em, khả năng tư duy ngôn ngữ tốt sẽ giúp ích cho em rất nhiều trong cuộc sống và công việc sau này. Thì mục tiêu lớn nhất của em là thi đại học với điểm số tốt nhất. Ngoài ra thì em mong muốn là bản thân không có ngủ quên trên chiến thắng mà luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực hơn trong tương lai để tạo ra được nhiều thành tựu lớn hơn. Em rất là nỗ lực trong học tập. Và có lần thì em đã tâm sự là ba mẹ em là làm nông, phải thức khuya dậy sớm rất là vất vả. Em muốn học thật giỏi để giúp đỡ ba mẹ và thoát khỏi cái cảnh nghèo khó. Và chính vì nghị lực đó cho nên là trong cái kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa rồi thì em đã đạt giải nhì môn văn. Và em là một cái tấm gương sáng để cho các bạn học tập và noi theo. Chăm ngoan, học giỏi, Nguyễn Thị Quỳnh Hân luôn được thầy cô và bạn bè quý mến. Tin tưởng rằng ý chí và nghị lực sẽ giúp em vững bước để thực hiện được ước mơ của mình. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia hải dương học, cá mó hay còn gọi là cá vẹt thường sống ở các rạn san hô. Thức ăn của chúng là các loại tảo và bọt biển giúp san hô phát triển. Ngoài ra, cá mó còn ăn đá, san hô già và thải ra cát mịn. Tuy cá mó có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, thế nhưng ở các làng chài ven biển, cá mó vẫn bị đánh bắt tràn lan, khiến số lượng loài cá này giảm đáng kể. Chính vì thế, rất cần giải pháp để hạn chế đánh bắt quá mức loài cá này. Chương trình thời sự 19:45 hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 5 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, buổi chiều có mưa dông vài nơi ở vùng núi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, chủ yếu đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, đề phòng lốc, sét, gió tây nam cấp 3, cấp 4, giật cấp 5. Sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 mét, biển bình thường.